Hello, xin chào các bác nha. Thì ngày hôm nay em sẽ không làm một clip mua hàng như một lần nữa, mà em sẽ làm clip nói về chiếc Wii U này, nói về cách chọn mua, nói về cách cài game cho chiếc Wii U này theo yêu cầu của rất là nhiều bạn. Xem kênh của em thì có yêu cầu em, có nhắn tin đến cho em là anh chơi game trên chiếc máy Wii U đấy thế nào, có hay không, hay là em muốn mua chiếc Wii U và không biết cách chọn như thế nào, hay là hướng dẫn cách cài game Call of Duty ra làm sao. Mà bạn yêu cầu rất là nhiều lần rồi, thực sự là bạn yêu cầu rất là nhiều lần, em rất là ngại. Ngày hôm nay thì em mới dành được thời gian ở nhà và em sẽ làm clip để cài chiếc máy này, bởi vì mọi lần em đi làm ở trên văn phòng em không có thời gian ở nhà. Tối về em chơi thì em chơi cái game Blade of Zoa là nghiền quá, cũng không dành thời gian ra để làm cho các bác được, thành ra em rất là xin lỗi. Thế nên là các bác và các bạn đấy có xem được clip này thì kiên nhẫn nha, bởi vì là clip này sẽ có thời lượng tương đối là dài. Em sẽ hướng dẫn các bác cách chọn được chiếc máy chuẩn nhất, ngon nhất, và em hướng dẫn cách cài game, thành ra nó sẽ không thể ngắn được. Thế là dành kiên nhẫn thời gian cho clip này nha. Đó, một clip ngoài lề cho vấn đề mua hàng. Thì đầu tiên thì phải nói về cái Wii U này trước. Thực sự nó là sản phẩm rất xứng đáng để bỏ tiền ra mua, bởi vì nó rất là rẻ, nó rất là rẻ nhá, mà chơi game cũng tương đối là khủng chứ không hề nhẹ một chút nào đâu. Ví dụ như game Call of Duty này, hay là game Watch Dogs này, hay là game gì à, Blade of Joy này, hay là một số game nói chung là cũng tương đối là nặng. Em phải dành một ổ cứng khoảng 320 GB thì em mới cài được một số game mà em yêu thích. Còn nếu muốn cài tất cả cái game của nó, game nặng của nó ấy, thì chắc phải mất đến tầm 1 TB thì các mới cài được. Đó, thế là khi mua chiếc máy này phải mua một chiếc ổ cứng kèm theo ấy nhá. Đó, còn bây giờ là cái chọn mua đơn giản thôi. Thì đầu tiên là em phải nói là đây không phải là cái gì à? Không phải cái máy đâu, mà đây chỉ là cái tay cầm có màn hình thôi nhá. Đó, chứ còn đầu não của nó là cái này này. Thế nên là các bác đừng có nghĩ là mua cái này chúng ta có thể cầm đi lại được nha. Đó, đây mới là cái đầu não. Bởi vì đây là một cái sản phẩm gọi là gì nhỉ? À? 2 trong 1. Tay cầm thì là handheld, là máy chơi game cầm tay, cảm tưởng như vậy. Nhưng thực chất nó là một cái cơ so nha. Đây mà là đầu não nó này. Đó. Thì khi mua hàng là cái này nó chỉ là cái phụ thôi, bởi vì là cái này có thể thay đổi được, mà cái quan trọng nhất là cái này. Thì em sẽ nói về con thân máy trước. Thì đầu tiên mua hàng ấy thì hiện tại ở Việt Nam thì đa phần là mọi người bán hàng Nhật thì mới có giá rẻ thôi, chứ còn nếu mà chọn được con hàng Mỹ thì giá tương đối là cao mà khó mua đấy. Tức là hàng Nhật thì nó sẽ như nào, thì đầu tiên ấy thì phải nói thật là hàng Nhật nó có một cái buồn cười ấy, là sản phẩm hàng Nhật của chiếc Wii này nó không có tiếng nước ngoài luôn, không tiếng Anh luôn, không tiếng Anh trong cái cài đặt nha. Còn chơi game thì một số game vẫn có tiếng Anh bình thường. Đây này, có YouTube đầy đủ. Đó, nhưng vào bên trong nhé, thì ngôn ngữ nó sẽ là tiếng tiếng Nhật. Đó, ngôn ngữ nó sẽ là tiếng Nhật, và tất cả những thông báo hay là cài đặt nó sẽ là tiếng Nhật. Thực sự là cái này thì nó không ảnh hưởng đâu. Siêu phẩm em chơi thì là toàn là tiếng Anh thôi. Đó, siêu phẩm em chơi thì toàn là tiếng Anh thôi nhé, chứ còn lại là tiếng Nhật, và không thể nào mà chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh được để cho mình dễ hiểu, đừng nói tiếng Việt. Không có. Đây là cái điều, đấy là điều cơ bản của con máy Nhật, nó là như vậy này. Đó, nó toàn là tiếng Nhật thôi, không có tiếng Anh để chuyển. Đó là cái mà vì sao mà nó rẻ. Thì giá bây giờ mua tầm khoảng 2 triệu là các bác mua rồi. Ngày trước em mua ở trên đấy thì chả hiểu sao bán nó bán rẻ thế, vậy có triệu 9, một con 8 GB có triệu 7. Đó, nhưng bây giờ thì đa phần là tầm 2 triệu rưỡi mới mua được, chứ không phải là bây giờ mua được cái giá như của em đâu, em phải nói thật là như thế nhé. Đây này, em mua cho rất là nhiều bạn bè của em rồi, chứ không phải là chỉ là mua một chiếc máy đấy, mà không chắc em còn mua được một con hàng Mỹ màu đen cơ. Hàng Mỹ thì nó là tiếng Anh, nhưng mà chơi game thì nó cũng chỉ như thế thôi. Đặc biệt là con hàng Mỹ là cái hack chi thì nó bật máy phát là chơi luôn, không phải vào kích hack. Chứ con những con Nhật đa phần là kích hack. Đó, nó là như vậy. Còn chúng ta không, hoàn toàn chúng ta không mất tiền chơi game nhé, mà bây giờ chơi hết được toàn bộ sản phẩm rồi. Đó, thì đầu tiên là em lại nói lại này, chúng ta sẽ chọn mua như thế nào để được chuẩn nhất. Thì đầu tiên em phải nói về con thân máy trước. Thì bọn máy chơi game của Nhật ấy, Nintendo này, hay là Sony PlayStation này, em thì xem chưa có điều kiện là dưới bắp em không biết, thì nó có cái độ hoàn thiện rất là tốt luôn đấy nhá. Thì chúng ta cùng lật lên mặt dưới này, đây là mặt trên của nó nhá, mặt trên của chiếc Wii U nhá, thì nó có một cái tản nhiệt ở trên này thôi, để chúng ta lật xuống mặt dưới để chúng ta cùng kiểm tra nhé. Đây này, đó, thì ở trên này rất tiếc là ở nhà em có một cái giá quay phim nó hơi hơi đẻo, thành ra là em chỉ có gì à, có để được một góc độ này thôi chứ không để là cao được. Đó, rất tiếc là như vậy nhá. Còn tại sao là cái này lấy nét chậm thế nhỉ? Mà chiếc điện thoại đây, em quay chiếc điện thoại của em cũng khổ khổ, mà sao lấy nét chậm thế nhỉ? Đấy nhá, thì các bác cùng nhìn kỹ nhé. Thì những chiếc máy chơi game đến từ Nhật Bản này,
đó là Sony Nhật Bản thôi sản xuất, cái này vẫn là sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà sản xuất ở Nhật Bản đó nhé. Thì các bạn nhìn này, ở trên này này nó có những cái ô vuông này này, đây này, 1, 2, 3, 4, 5 ô vuông, 6 ô vuông, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô vuông này. Đây nó là những chiếc tem thôi, màu hình vuông thôi, còn bên dưới nó sẽ là ốc mở ra. Và khi mua máy ấy, hàng PlayStation thì phải nói thật với các bác là rất là nhiều người dùng. PS3, PS2, PS1 rất là nhiều dùng, nó đều có những cái này. Và người ta mở ra rất là nhiều lần rồi, thành ra những cái này nó sẽ hay bị bong ra. Nó hay bị bong ra nhá. Nhưng Wii U thì rất là ít, bởi vì là có ai biết là sử dụng đâu. Tại Nhật mà, người ta ít dùng. Nhưng mà khi các bác có ý định chọn mua ấy, thì các bác nên chọn những cái sản phẩm nào, những cái tem này rất là đều nhá. Và không có là có nguyên bản. Đấy, nhiều người người ta bóc ra người ta sửa nhá. Thì người ta không dán lại, hoặc là người ta dán mà nó xấu ấy, thì các bác nên chọn những cái nào nó sẽ là đẹp. Gần như nó chưa bị bóc ra ấy. Đây này. Đó, ở trên này nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Ở dưới này nó sẽ có 2 con này. Là còn nguyên bản nha. Còn cái này thì không nói, cái này hình tròn là cái này em không hiểu là cái gì. Nhưng cái này không có. Đó, đây dưới này là toàn là những cái ốc hết. Là các bác nên chọn là như vậy. Là còn nguyên. Là cái đầu tiên. Cái thứ hai tất cả những khe này này. Đây này. Là chưa hề bị cạy nhá. Đấy. Nên nhìn mắt thường, nhát thường thế luôn. Chưa cạy. Xem trực tiếp được thì tốt. Chứ còn mua online thì phải chịu. Mua online nhận được thì chắc chắn là sẽ không có yêu cầu với lại người bán nó đâu. Đấy, chưa các bác xem trực tiếp thì lên chọn những cái đấy. Đấy này. Đấy, thứ hai nữa nhé, thì đây là sản phẩm của Nhật. Thì nó có hai phiên bản, phiên bản thứ nhất nó là 32 GB, phiên bản thứ hai là 8 GB, thì hơn nhau một chút. Thì các bác lên chọn 32 GB, bởi vì 8 GB thì nó chỉ cài ít game thôi và một số game siêu phẩm thì không cài vào được. Như ví dụ như em thích chơi Breath of the Wild, em chơi từ hồi đấy giờ em chưa chán, không muốn phá đảo luôn. Cứ đi lang thang thế giới để tìm kiếm đồ chứ không muốn phá đảo luôn. Đó thì em cả cái đấy game đấy vào trong cái bộ nhớ của cái máy này, chứ còn không cài vào ổ cứng, bởi vì mỗi lần chơi ổ cứng thì nó lệch kịch, mà nhiều khi ổ cứng nó bị lỗi, đang chơi dở nó bị văng ra đấy, đang chơi dở nó tuột dây hay như nào là ổ cứng hay bị như vậy, hoặc USB ít bị hơn ổ cứng hay bị như vậy. Mà thế nên em cài cái game đấy vào trong bộ nhớ trong của máy, lên chọn bộ trong của máy cao hơn một chút, 32 GB là cái lên chọn nhé. Mới lại nếu mà là hàng của Nhật thì các bác cùng xem nhá, thì trên này tem là nó sẽ là tiếng Nhật, không có tem này, hoặc là hàng Nhật và tem tiếng Anh, tem dán lại thì không nên chọn, bởi vì hàng đấy có thể là hàng dựng. Thực ra là đấy là nói cho nó có thôi, chưa chắc nó có hàng dựng đâu, con này bây giờ làm gì có, bây giờ mua chắc chỉ có hàng ngon thôi chứ không có hàng dựng đâu, nó thật với các bạn như vậy. PS thì sợ, bởi PS nó thay thế sửa chữa nhiều rồi đúng không, đó, hàng này dễ chọn thôi. Đó thì cái thân máy là như vậy, và nó có hai cái màu nhìn cơ bản, nó là màu trắng và màu đen. Màu trắng và màu đen thì một đen nó ít lắm, hàng Nhật màu đen nó ít lắm, chủ yếu là màu trắng thôi. Thì em phải nói thật với các bạn này, em không thích màu đen đấy, nó khá là cục mịch, trông nó buồn cười lắm, nó không mang tính giải trí. Màu sắc nó tính giải trí thôi buồn cười, nhưng mà lúc mà mình chơi mình cầm cái màu trắng mình cảm thấy nó sướng hơn. Màu đen cục quá là cục mịch, đó là em đấy là cảm giác của em thôi, nhiều bác thì bác thích màu đen thì có thể chọn đó. Đây còn cái này là thân máy nhá. Còn bây giờ là nói về đến cái gì à, cái tay cầm đây, cái này mới là quan trọng. Cái này nó không hẳn là quan trọng em nhớ nhầm, bởi vì là có thể là dùng cái tay cầm khác cho cái thân máy được đấy, nhưng mà cái khi mà chúng ta nhận được hàng, khi chúng ta mua hàng ấy, thì người bán người ta có một cái hay là người ta có nhiều cái nên chọn như này. Đầu tiên là nhìn về màn hình trước, con này của em hiện tại đang bị ám à, đây các bạn nhìn thấy nha, hai bên là màu bạc, nó không trắng hẳn, thì các bạn nên chọn con nào nó trắng hẳn là cái nhất. Cái thứ hai là không có bụi bên trong màn, đây này con này của em nó có một cái vết bụi trong màn này, đây cạy không hết. Cái này không hết nha, mà ngày trước em mua em không biết, bây giờ em nhìn kỹ em mới biết. Mà em hỏi người bán là mà có thể đổi cho em con khác hay không, thì người bán người ta bảo là máy cũ thì chuyện ám ma là chuyện bình thường đó. Thế nên là phải chấp nhận, ok chấp nhận chơi game này không ảnh hưởng mấy đâu, nhưng mà nhìn hơi khó chịu đó, thế thôi đó. Tiếp nữa là về cái các nút và cái analog này, đặc biệt là các nút nha, thì các bạn nên chọn là cái nào mà nó không bị trôi đó, ấn thì nó không bị ngược lại. Đây con này của em ngày trước là bị trôi, em chơi thời gian là bị trôi, và xong người ta em phải đi mua một cái analog này khác mất là hơn 100.000 ở trên Shopee ấy, em về em thay đó. Đấy, thì mỗi lần em ấn phát là em chơi nhiều nó bị, ấn phát là nó chạy vào, ấn phát là chạy vào, lúc đầu thì không bị đó, ấn phát chạy vào thì em chọn là cái không bị trôi, cái này vào cho game chúng ta mới chọn được. Và cái nút bấm thì thật đều nhé, đặc biệt là nút bấm của sản phẩm rất là tốt, em chơi rất là nhiều nhé, nhưng nút bấm rất là đều này, ấn cảm giác rất là đều tay, nhắm mắt vào hoặc tưởng tượng này như là một luôn, tất cả các nút bấm này và nút bấm ở trên này là cũng kết được này, đấy cũng đều này. Cái đặc biệt của sản phẩm này là nút bấm rất sướng luôn, rất là đều đó nha. Đó đây có cái điều khiển hồng ngoại của tivi này, chả hiểu ngày trước thì cài đặt được mà chả hiểu sao hôm trước format đã mất cái này. Đó điều khiển tivi này dùng hồng ngoại ở trên này đấy, đây này đó, cái này nút hôm này
và chơi game thì hai cái này là hai bên loa, nguyên dàn là đều này. Khi bật loa lên thì âm thanh nó rất là hay và đều thì là ổn. Và tiếp nữa là về pin, chơi thời lượng pin con này là gốc, pin gốc nó là bao nhiêu? 1.500. 1.500 thì chơi pin nó không không được lâu lắm đâu, nó chỉ được khoảng 2 tiếng 3 tiếng thôi. Đó. Đấy là pin chơi ổn được, không bị chai, không bị nhanh hết quá là được. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy cái là toàn tiếng 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 Nhật nha. Và bên trong đằng sau, quan trọng là đằng sau đã bị tháo hay mở hay chưa. Đây, đặt lên này. Thì con này em đã tháo rồi. Các bác có nhìn thấy những ô vuông này không? Đây này, 1 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Những 9 10 này, đây 10 cái ô vuông này là em đã tháo hết ra rồi và em vứt hết cái ô vuông rồi. Và cái tem này em tự chế đấy để cho trông đỡ buồn cười. Đấy, cái này thiếu nó sẽ như này này. Em đã bóc ra cho các bác hình dung nhá, con máy, thân máy cũng thế. Thì khi mua máy ấy, thì các bác lưu ý là các bác xem được những ô vuông này nó còn nguyên. Nó còn nguyên là nó ở cái trạng thái là cái tem trắng y như cái vỏ này và nó không phải là tem sần sần như này của em đâu. Thì cái máy nó chưa bị tháo, bởi vì em tháo này chảy cho vứt đâu hết đấy, và sao em tìm không thấy nó. Thôi tốt nhất là em cắt những ô vuông này em tháo này cho đúng nước trông nó đỡ buồn cười đấy. Hàng của Nhật nó là như thế, hàng máy chơi game của không là máy 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 Microsoft thì không biết là liệu nó có những cái che ốc này không, nhưng máy của Nhật đa phần nó như vậy. Và tiếp nữa là chúng ta sẽ cùng nhìn về cái tay cầm của Nhật nó sẽ như nào nha. Nó sẽ có một cái tem toàn của Nhật này, đó các bạn nhìn thấy không? Modem là UP010JPN này, đó của Nhật. Cái này nó mấy cái kia thì nó không không phải là phải đi với nhau mà nó có thể thay đổi được. Có nghĩa là con này có thể dùng con kia hoặc là dùng con khác, dùng con kia là setup là có thể chơi được nhé. Thế nên là các bác không 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 đừng nghĩ là nó sẽ đi cùng với nhau, nó khác nhá. Đấy, nhưng mà của Nhật là phải đi với của Nhật, đó các bạn nhìn này. Đấy. Logo của Nintendo này và tất cả những cái này là ổn này. Đó, chọn máy thì như thế rồi, bởi vì thực ra là chọn cái này nó cũng không 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 cũng không cần phải quan trọng, bởi vì là chiếc máy Nintendo Wii U này nó không có hàng đẻo đâu. Bây giờ mua hàng Nhật đa phần hàng xịn thôi. Đó là như vậy. Còn bây giờ để hết cái mục hướng dẫn mua nhá. Còn bây giờ sang cái mục là cái game. Thì cái game và sản phẩm này thì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất là các bác lên xem sản phẩm các bác là hack gì đã. Đó, thì cái Nhật đa phần nó là hack mua chai, có nghĩa là hack kích hack, mỗi lần bật lên là phải kích hack. Chứ còn nếu mà hack kiểu hai chi ấy, như con Mỹ hôm trước cầm ấy, là bật lên phát là nó hack luôn và chơi game luôn. Thì những cái hack đấy nó sẽ có một cái phần mềm cài game ở ngoài này. Thì tí em nói phần mềm nó là gì nhá. Thì đầu tiên là con này nó là hack mocha đã. Thì đầu tiên là muốn chơi ấy, thì phải vào đây để kích hack đúng không? Đấy. Cái việc kết nối wifi là cái việc đương nhiên là chúng ta phải kết nối wifi rồi. Khi mua máy về hay như nào chúng ta phải kết nối wifi. Thì chúng ta sẽ vào một cái trang web như này. Đây em để tên nhé. Exploit.xyz. Đó, chúng ta chỉ cần ấn như vậy thôi là chúng ta enter được, nó start vào đây luôn. Đó, start vào đây luôn nhé. Thì tất nhiên là khi người ta bán máy này cho các bạn ấy, người ta sẽ chuẩn bị cho các bạn đầy đủ thiết bị, bao gồm một thẻ nhớ để đọc cái này và cái wifi người ta tiết rồi, người ta đã hack cho các bạn rồi. Đó, các bác rồi đấy, các bác vào đây nhé, vào chạy này. Đó, phải có mạng mới dùng được. Thế là muốn mua máy của Nhật để chơi ấy, thì nhà bắt buộc phải có mạng, không có mạng nó phát wifi đấy bắt. Mỗi lần kích hack đó, mua máy của Mỹ là nó hack được hai chi rồi ấy, thì là bật lên chơi luôn thì không còn ở mạng cũng chơi được đó. Đây nhá, mà bây giờ nhà anh có mạng rồi thì khi nó vào cái màn hình chính như này đó, thấy không? Nó mà vào màn chính này thì có những cái này để cái app thì chúng ta không còn quan tâm, cái chi là chúng ta cũng không quan tâm, mà chúng ta quan tâm đấy là cái này. Đây là cái mocha này, là cái này là cái bật hack lên. Thì việc đầu tiên muốn cài game là chúng ta phải xem nó có cái này không đã nha. Nó có cái UWP install GX2 này, xem nó có không. Còn nếu nó không có thì bao giờ là đa phần là người ta sẽ cài sẵn cho các bạn, nó không có thì các bạn vào đây, các bác vào đây này, các bác vào đây này, các bác vào đây để các bác cài nhá. Đó, chờ nó để đấy, nó có mạng thì mới được. Thì nó vào vào đây là nó các bác cài cái phần mềm UUP ấy. Đó, nó sẽ có ở trong này đâu, chắc chắn là nó sẽ có. Đó, ngày trước em đã từng đây có một cái này cũng để cài được game nhưng mà em không quen cái đấy. Nhớ tên để tìm kiếm. Đây, đây này, cái như này, em cài rồi nó không hiển thị nữa, như là cái này cài lại được, cài cái bản mốt lại được. Đó, UUP install gói cái hai nhá, hoặc là tìm gói cái hai ra. Đó, có rồi thôi thoát ra đó. Thoát ra cái gì nhỉ?
Đấy nhá, phát ra nhá, và xem nhá. Có cái này rồi, ok. Có cái mô tra, ok, kích mô tra trước đi. Đó. Kích mô tra sẽ hack để vào chơi game được, còn nếu mà không kích mô tra thì không được chơi game đâu. Bây giờ là cái máy của chúng ta đã biết được là chúng ta hack ở trạng thái nào và có cái lấy khai hay không. Khi mà có rồi đấy thì chuẩn bị đơn giản thôi. Chúng ta chắc chắn là ở trên cái máy này này. Thì ở khu vực trước này. Đấy, tắt máy đi trước nha. Tắt máy trước này. Các bạn dùng. Tắt bằng cái này được. Đó, tắt máy rồi. Đây là trên khu này. Đấy, người bán hàng không biết là người ta chuẩn bị cho các bạn cái thẻ nhớ bao nhiêu ghi. Có thẻ nhớ bao nhiêu ghi, nhưng mà các bạn lưu ý này, muốn cài được game ấy thì phải có cái thẻ nhớ 32 GB trở lên. À, khuyên nhầm nhầm, thẻ nhớ 32 GB, chứ còn nếu mà thẻ nhớ 64 GB thì không được. Bởi vì là bắt buộc là chúng ta phải format để dạng FAT32 thì cái máy Wii U chúng ta mới nhận. Đó. Thì các bác mà mua cái thẻ nhớ 64 GB thì chắc chắn là không được đâu nhá. Ta phải nhớ là phải là thẻ nhớ 32 GB này. Đó, phải là thẻ nhớ 32 GB nha. Đó, format là trạng thái FAT32. Và chúng ta phải có một chiếc máy tính có đường truyền mạng tốt tốt một chút, máy tính Windows đường truyền mạng tốt tốt một chút. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên máy tính nha. Ok, bây giờ thao tác trên máy tính nha. Tất nhiên rồi, muốn kết nối được thẻ nhớ máy tính thì chúng ta phải cần một cái đọc thẻ. Đây này. Đó, thì em nhận cái thẻ của em này nha. Và chúng ta phải format định dạng 32, FAT32 này. Đó. Bởi vì sao em lại bảo mấy các bác là phải dùng thẻ nhớ 32 GB? Bởi vì thứ nhất là chúng ta mới cóp được game nặng. Bởi vì một số game nó sẽ lên đến hơn 16 GB. Thế là chúng ta phải dùng thẻ nhớ 32 GB. Nhưng chúng ta lại không dùng được thẻ nhớ 64 GB và 128 GB, bởi vì là thẻ nhớ 64 GB và 128 GB sẽ không format được ở trạng thái FAT32. Đó nha, đó là một lưu ý là chúng ta phải dùng thẻ nhớ 32 GB là cái đầu tiên. Cái thứ hai ấy là trên máy tính thì các bác cài cho em cái phần mềm Wii USB Hepler này. Đây này. Đó, phần mềm đấy thì nó sẽ lên như này nhé. Đó, thì cái phần mềm này nó rất là download được miễn phí rất là nhiều game của Wii U, nó chỉ có Wii U thôi, dành cho Wii U thôi. Đó. Tên là Wii U USB Hepler. Thì cài cái này như nào thì các bác lên YouTube giúp em. Bởi vì nếu hướng dẫn cài này nó sẽ mất thời gian. Đó, lên trên Google nhá, nó sẽ hướng dẫn. Thì trên này là các bác có thể download được game của Wii U này, download game của Game Boy này, đó, Nintendo DS này, hoặc là chúng ta có thể download được rất là nhiều game 3DS nữa. Đó, chơi các hệ máy cũ hay là game Cube, hay là game Wii thường, hay là game Super NES, Nintendo 64 là chúng ta có thể cài được. Đó. Như em thì chỉ thấy Wii thôi, thế nên em sẽ chọn vào đây để em chỉ download game của Wii U thôi nha. Đó. Thì các bác ở trên này nó là thư viện hoàn toàn miễn phí, những cái màu xanh này là những cái em đã làm về rồi. Còn như các bác nào muốn tìm game ấy, thì các bác cứ gõ ở đây và bắt đầu nha. Ví dụ như là có một bác yêu cầu em là Call of Duty đúng không? Call of Duty. Đó, thì em sẽ ghi Call of này. Đây. Thì nó sẽ có Call of Duty như thế này. Đó, thì cái Call of Duty này thì khi mà các bác phải lưu ý là hệ máy các bác là hệ máy gì, ví dụ máy hệ máy Nhật chẳng hạn, thì các bác nên download game của Nhật. Còn nếu mà không thì các bác cứ hên xui là các bác nên download game châu Âu nhé, bởi vì là một số game của Nhật mới chơi được. Còn một số game như hiện tại em cái Call of Duty ấy, không cần của Nhật cũng chơi được, thì em download cái bản châu Âu này. Đó, thì các bác ấn vào đây nhá. Thì ở trên này nó không có mục app ấy, bởi vì nó không có file game mà nó chỉ có file update thôi. Thì game này thì chúng ta sẽ không download bằng cái phần mềm Wii USB Hepler được. Còn nếu mà game nào download phần mềm USB này nhá. Và tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác cài game Call of Duty là xong. Còn những game khác em nói trước này. Đây này. Đó, thì ví dụ như là em đã download những game đây. Thì khi mà download xong nó hiện màu xanh như này nhá. Đó, màu xanh ở dưới này là màu xanh chưa cài, màu xanh trên này cài rồi này. Đó, ví dụ như là cái game Assassin's Creed này. Nó là lên đến 13 GB này. Hay game FIFA này. Và thì muốn cài cái game này này thì các bác ấn vào cái này sau khi download xong. Đây nhá, chọn nhá, chọn trước này. Ấn chọn nhá, chọn cái game này trước này. Đây ví dụ game này nhá, 10 GB nhá, ấn chọn này, add này. Đó, thì nó sẽ vào đây này, 10 GB này. Add thêm cái update này. Đó, cái nào mà có cả cái DLC là add thêm. Đó, sau đó ấn vào download. Đây nhá, sau khi ấn download thì nó sẽ download như này này. Đó, sau khi download xong thì nó ở cái trạng thái màu xanh ở phần download như này. Đó, thì ví dụ như copy vào thẻ nhớ thì cậu ấn vào cái này thôi. Sau đó dưới phần copy USD này. Đó. Copy nhá, thì nó hiện như này, ấn vào copy nhá. Đây, thì chọn H nha. Đó. Đó, thì nó copy. Ok chưa? Đó, nó copy nha. Tất nhiên là em chỉ hình dung như vậy thôi. Còn đến bây giờ là cái game Call of Duty nhá. Đây, cái game Call of Duty rất là dễ thôi. Ngoài ra những cái game nào mà trên này không có ấy, mà muốn cài game mà muốn tìm ấy, thì các bác tìm cho em cái này. Thì vào YouTube, gõ cái game cần tìm theo định dạng nhá. Đấy, Call of Duty này, Ghost này, dành cho Wii U này, ấn vào download này, WUP.
Ok, là vừa rồi em hướng dẫn các bác là cài cái phần mềm PKUP install đúng không? Gợi ngay. Đó thì khi gõ trên YouTube cũng là như này nha, ấn vào tìm kiếm. Đây. Đó thì nó sẽ ra một số mục. Đây là có hướng dẫn cài các bác luôn này, nó là một số mục để các bác đào nhé. Thì ở đây có một cái kênh YouTube này là Black How Game này, em thấy là các bạn này mà đưa lên là cũng tương đối là ổn, link chuẩn phết đấy, bởi vì em đào trên này mà em nói là như vậy. Thì bác vào đây nhé. Đây, bác vào đây này. Đó. À, link mà để ngay dưới mô tả này. Đây link đây. Đó, ấn vào link và sau đó đào về. Đào ở trạng thái mega này, đường link dẫn mega này cũng khá là nhanh. Đó, sau khi đào về các bạn chọn một cái chỗ để các bạn lưu đã. Đây như em đào ở đây này. Em đào vào đây. Ở đây. Đó. Đấy nha, cột đầu tiên cốt này khi em đào phải giải nén về 16 GB này. Thế thì chính vì thế là chúng ta mới không cài được ở trên cái thẻ nhớ 16 GB được. Đó, đọc cái game này là 16 GB rồi. Đấy, khi đao xong và giải đĩa ra thì kích và tên phát là như này luôn, nó có cái đuôi là ATP này, nhìn nhá, ATP nhá. Đó thì chúng ta sẽ copy cái folder này, copy ra chúng ta vào cái thẻ nhớ nhá, vào thẻ nhớ này thì ở trên thẻ nhớ là phải có cái folder này này, install này. Đó, nhìn lại folder install này, chúng ta paste luôn vào đây. Đấy, paste luôn vào đây nhá, ok chưa? Đó, khi paste xong nha là được. Cái này khi nó copy xong là được nhá. Đấy, em hình dung vậy thôi. À, sau đó tắt máy tính đi. Đó, sau đó tắt máy tính đi. Được chưa? Nút thẻ nhớ đây. Đây. Đấy, tất nhiên là phải có cái đọc thẻ rồi. Nút thẻ nhớ đây. Ok. Cắm vào máy lưu. Tiên nhá, là phải dùng cái này nhá, phải dùng cái áo thẻ này. Bởi vì cái này nó đọc thẻ SD. Đó, mà các bác có thẻ SD 32 GB thì càng đẹp, nó copy càng dễ. Đó, cắm vào máy lưu nhá. À. Đó, cắm vào. Mở máy view lên. Được chưa? Đó, mở lên. Khởi động. Khởi động máy view thì nhanh lắm. Đấy. À, lại vào cái trang web blitz.xyz này nha. Lại vào đây. Máy của gì máy của Mỹ ấy, hack hay hack chi ấy thì nó sẽ nằm cái phần mềm mà cài cái WUP nó nằm ngay trên màn hình luôn. Thì vào đây rất là dễ rồi. Đầu tiên là vào trong này là chúng ta phải kích Mocha trước. À, kích Mocha trước nha, nếu mà các bác không kích Mocha thì các bác không cài đâu. Đây là phải kích Mocha trước. Đó, sau đó lại vào cái này này. Vào cái phần mềm này, em nhìn các bác nhìn lại nha. Là WUP install gói ngay này. Loát này. Đó. À, khi mà các bác có game xong nhé, thì nó sẽ hiện một cái mục ở dưới này là con routine này, hoặc game gì mà các bác đã có này. Đấy, thì vừa giờ em có xong em xóa đi, bởi vì là em không muốn mất thời gian. Đó thì có game một cái game như này, như ví dụ như Zelda mà lấy được gió hoa thì các ấn vào đây, sau đó chọn install và bạn chọn hết. Bây giờ bác lưu ở đâu, bộ ở trong của máy hay là thẻ nhớ hay là ổ cứng đúng không? Đó, ví dụ như em lưu ổ cứng thì ấn vào đây này. Đó, nó sẽ cài này. Đó, nó sẽ cài nhá. Đây này, các bác có nhìn thấy là cái hiện tại nó là cái này không, nó báo là không USB không, bởi vì em đâu có cắm ổ cứng đâu. Còn nếu mà cắm thì nó sẽ chạy hết cái này, nó sẽ chạy hết là xong. Còn nếu mà nó chạy mà bị nó chạy một đồ nửa mà nó báo lỗi thì các bác cài lại, còn nếu cài lại không được thì các bác có game lại nhé. Đó, sau khi cài xong này, sau khi cài xong đó thì ấn nút home để thoát ra nhé. Các bác ấn nút home này để thoát ra ngoài màn hình. Đó, em lấy hình dung cho bác thôi. Sau khi cài xong nó sẽ ấn home, nó sẽ tích màu xanh là cài xong. Đó, có thoát ra ngoài hình dung em. Lưu ý là phải kích Mocha trước khi cài, còn nếu không kích Mocha thì nó sẽ không cài được. Còn máy hack Xtra ấy, thì nó sẽ nằm ngay trên màn hình để cài, nó không phải cách kích hack gì cả. Đó, máy Nhật thì đa phần là nó sẽ hack Mocha thôi, nhưng nó không hack sâu như vậy. Đây, sau khi cài xong nó sẽ hiển thị lên luôn trên này, nó hiển thị lên luôn. Đó, ví dụ cô nào đốt đi hay cái gì nó sẽ hiển thị lên luôn trên này và kích vào chơi thôi. Kích vào là chơi thôi. Đó.
đơn giản vậy thôi đó. Cách cài game của chiếc máy này thì vô cùng dễ, không khó một tí nào cả đó. Cái chọn mua là khó thôi đúng không đó. Ok nhá, thì hôm nay em sẽ kết thúc clip ở đây thôi bởi vì clip dài quá rồi. Các bác thấy hay cho em một like và chia sẻ mọi người xem, nhớ subscribe kênh YouTube của em nhá. Cảm ơn các bác xem, chào tạm biệt các bác.